Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái câu chuyện chống tham nhũng ở tại Việt Nam thì thưa quý vị, vào ngày thứ năm ở tại Việt Nam, ông đại biểu đơn vị của Đồng Nai là ông dân Trung Quốc, cũng là một nhà sử học. Ông ấy có một cái câu nói mà rất là khôi hài nhưng mà phản ánh thực tế cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam. Quý vị cũng còn nhớ là cái vụ con tàu, cái công ty của doanh nghiệp nhà nước về chuyên về tàu thủy là Vinasin. Cái công ty đại công ty này đã thua lỗ và người cầm đầu đã bị bắt đi tù và đã coi như gần như phá sản. Nhưng mà sau 3 năm được gọi là cải tổ. Vâng, thưa quý vị, kể từ cái cuối tháng 10 này thì cái công ty Vinasin không còn nữa và cái tên mới của cái công ty này được gọi là Shipbuilding Industry Corporation, viết tắt là SBIC. Thì thưa quý vị, cái đại công ty này thì cũng do nhà nước đứng làm chủ 100% như cái hồi mà Vinasin còn sống. Bộ Giao thông Vận tải đã cho biết là cái công ty này sẽ cải tổ lại hoàn toàn và sẽ do các cái công ty của cái công ty Vinasin để lại, giao cho những người có trách nhiệm điều hành và dưới cái hình thức được tổ chức là công ty mẹ, công ty con. Thì nói chung lại thì nhà nước vẫn làm chủ cái đại công ty này, thưa quý vị. Từ giờ trở đi, cái công ty này có được phát triển hay không thì cái đó là trong tương lai chúng ta sẽ được biết. Nhưng mà nhân cái chuyện Vinasin đã thua lỗ hàng ngàn tỷ bạc ở Việt Nam trong cái thời gian mấy năm vừa rồi, thì ông đại biểu dân Trung Quốc có một cái câu nói là từ Vinasin, dân chúng đã bàn tới qua cái câu được gọi là Vinasin, rồi Vinacho, và cuối cùng là Vinachia. Có nghĩa rằng là từ xin sang bên cho rồi là chia chác với nhau. Tại sao có cái câu chuyện như thế thưa quý vị? Cái câu chuyện tham nhũng ở những cái đại công ty, ở các cái doanh nghiệp nhà nước cũng như là ở những cái kế hoạch kinh tế của nhà nước nó đến đầu cuối nó như thế này. Thứ nhất là cái người cán bộ hoạch định cái chương trình về vấn đề phát triển hay là lập một cái đại công ty nào đó thì soạn thảo ra và đệ trình cho cái cơ quan của nhà nước, và cái cơ quan của nhà nước đó, cán bộ đó ăn chia với những người của cái công ty đó cũng là cán bộ với nhau, và cái công ty đó tự đặt lên một cái số tiền, tỷ dụ như cái công ty chỉ cần 3 triệu đô la thì cái người chủ quản của cái công ty đó đưa lên con số 10 triệu đô la và đưa vào cho một bộ nào đó của nhà nước, thì cái cán bộ nhà nước đó đã ăn chia với cái người chủ quản của công ty và đồng ý phê chuẩn cho vay mượn 10 triệu đô la. Thì cái người chủ công ty đó đưa ra ngân hàng nhà nước để mà nhận tiền, để mà được vay làm cái tiền đó. Nhưng mà thực tế thì còn 7 triệu đô la còn lại thì lúc đó người ta chia cho nhau, thì cái điều đó nó phù hợp với những cái điều mà ông Dương Trung Quốc nói, tức là từ xin sang cho rồi cuối cùng chia cho nhau, thì đấy là cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam nó nhiêu khê như thế, nhưng mà thực tế nó phản ánh một cái sự rất là đau buồn cho người dân, là người dân đi làm vất vả đóng thuế và tiền của ngân quỹ nhà nước, nhưng mà các đại công ty của nhà nước, các doanh nghiệp của nhà nước vẫn có những cái sự ăn chia như thế. Vì vậy cho nên ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đặt một cái câu hỏi ở tại Quốc hội trong cái kỳ họp năm vừa rồi là liệu có cái vấn đề tham nhũng trong cơ quan điều tra tham nhũng hay không. Và trong cái kỳ họp 6 đang diễn ra tại Hà Nội thì một số đại biểu Quốc hội cũng đặt cái nghi vấn là liệu có tham nhũng trong cái vấn đề hoạch định chính sách hay không, tức là những cái người mà phê chuẩn cái kế hoạch phát triển kinh tế hay các cái dự án kinh tế hay là các đại công ty khi được thành lập. Thì thưa quý vị, tất cả những cái vấn đề tham nhũng này là do cái hệ thống cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là tất cả cán bộ Cộng sản Việt Nam họ tham nhũng, họ lấy tiền của nhà nước, mà tiền của nhà nước đó là tiền của dân, thưa quý vị, thì đấy là cái vấn đề tham nhũng của Việt Nam nó nan giải và nó rất phức tạp và không thể nào giải quyết được, là vì có sự ăn chia từ trên xuống dưới, có sự ăn chia của chính những người cộng sản, của chính những người hoạch định chính sách, là toàn là cán bộ và đảng viên của nhà nước, thì thưa quý vị, không khác gì một ông trọng tài vừa đá bóng vừa thổi còi, không thể nào dẹp được tham nhũng.
Thưa quý vị, trong một cái cuộc điều trần trước đây ở tại Quốc hội, một ông đại biểu Quốc hội là ông Phan Trung Lý, thưa quý vị. Ông này là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Thì ông ấy nói rằng qua thanh tra kiểm tra gần 15.000 vụ nhưng chuyển cho hình sự chỉ có 536 vụ, còn lại xử lý hành chính. Thì thưa quý vị, tức là tất cả là 15.000 vụ điều tra nhưng mà chỉ có 36 vụ chuyển qua điều tra, còn tất cả những cái vụ hàng ngàn vụ kia là xử hành chính, có nghĩa là khiển trách với nhau, tức là khiển trách với nhau, không có một cái hình thức phạt tù, không có một cái hình thức đưa ra tòa án, không có một cái cuộc điều tra nào cả. Thì thưa quý vị, 36 trong 15.000 vụ, thì thưa quý vị, cái vấn đề tham nhũng nó khó giải quyết như thế nào? Và đấy là một cái sự bao che rất rõ rệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là của những người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy cho nên thưa quý vị, ông Dương Trung Quốc trong một cái cuộc phỏng vấn ở tại Hà Nội vào ngày thứ Năm, thưa quý vị, ông Dương Trung Quốc nói như thế này: không bảo vệ, không chống tham nhũng thì không bảo vệ được Đảng. Nếu nhận thức được chuyện đó, Đảng phải thẳng tay, trước hết phải bảo vệ tổ chức chính trị của mình, cũng là đóng góp bảo vệ cho cái sự nghiệp chung, thì tôi tin hoàn toàn làm được. Nhưng mà thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra là chính ông Dương Trung Quốc là một đại biểu Quốc hội, cũng phải có cái bổn phận, cũng phải có cái trách nhiệm điều tra vấn đề tham nhũng. Nhưng mà thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam chưa hề bao giờ đích thân đi điều tra tham nhũng. Quốc hội Việt Nam chỉ có nói, đại biểu Quốc hội Việt Nam chỉ có phát biểu rất hăng ở tại các phiên họp để đưa mặt mình lên truyền hình để các đài phát thanh ghi âm, phát thanh về địa phương cho người dân nghe để mà lấy điểm. Thật sự ra Quốc hội Việt Nam là một cái quốc hội bù nhìn, không làm được bất cứ một cái chuyện gì, kể cả cái chuyện chống tham nhũng, kể cả những cái chuyện được gọi là cải tổ hành chính, hay là tất cả những cái chuyện bổ nhiệm các cái viên chức mà sau này những cái viên chức đó là những người tham nhũng, những người phải vào tù. Thì cũng chính ông Quốc hội là những người bổ nhiệm những người đó, không có ai khác ai cả, kể cả những cái chuyện như điều tra cái vấn đề người tàu vào khai thác bauxit ở trên Tây Nguyên, cũng chính Quốc hội nhận lời gật đầu theo chỉ thị của Bộ Chính trị, làm theo Bộ Chính trị, là bởi vì tất cả Quốc hội đều là người của Đảng. 500 đại biểu Quốc hội, kể cả ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đều là những đại biểu Quốc hội và đều là những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là Đảng bày ra chính sách, Đảng thi hành chính sách và rồi Đảng không xử ai cả. Thì đấy là cái tình trạng chống tham nhũng ở tại Việt Nam, nó không có phức tạp mà nó cũng không có một cái gì khó khăn. Nếu thật sự người ta muốn làm, nếu thật sự người ta muốn có những cái cơ quan điều tra, là bởi vì các cái tổ chức chính trị của nhà nước, ví dụ như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có cái bổn phận luật đã ấn định rõ rệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền kiểm tra và kiểm soát những việc làm của cán bộ và của các cơ quan nhà nước. Quốc hội có hoàn toàn cái quyền đó, Quốc hội có cái ban kiểm soát, có cái ban kiểm tra những cái việc làm của nhà nước, là vì Quốc hội là cơ quan chi tiền, gật đầu bằng lòng về ngân sách để cho chính phủ có tiền chi tiêu. Nhưng mà Quốc hội lại không có đi điều tra khi mà chính phủ làm sai. Vì vậy cho nên là một số đại biểu Quốc hội, trong đó có ông Dương Trung Quốc, nói trong cái kỳ họp Quốc hội kỳ này là bây giờ phải có một cái sự thỏa thuận rõ rệt giữa chính phủ với Quốc hội, tức là chính phủ, bây giờ Quốc hội giao tiền cho chính phủ thì chính phủ phải có một cái sự cam kết phải làm được việc, nếu không làm việc thì cái trách nhiệm của mình ra làm sao. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam tại sao bây giờ mới đưa ra những cái điều kiện đó, tại sao bây giờ mới đặt ra những cái câu hỏi đó, tại sao bây giờ mới không có chất vấn chính phủ, để không có truy tố những người này như người kia. Tất cả những cái việc làm của những người lãnh đạo đều được Quốc hội che đậy, Quốc hội đồng lõa với nhà nước, Quốc hội đồng lõa với Đảng Cộng sản Việt Nam, che đậy tất cả những cái vấn đề chống tham nhũng. Thành ra cái vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam, nạn nhân của cái sự không chống được tham nhũng là người dân phải chịu hết tất cả. Và tất cả những cái điều này, những cái điều đã được nói tại Quốc hội, thưa quý vị,
Các đại biểu quốc hội nói rất gay gắt. Thưa quý vị, rất tiếc là trong số 500 đại biểu quốc hội, tôi đếm trên đầu ngón tay chỉ có được vài chục người phát biểu ý kiến về vấn đề này. Còn ngoài ra, toàn ngậm miệng, không có nói năng gì cả. Thì thưa quý vị, làm sao chống được tham nhũng? Đấy là cái nan giải của vấn đề chống tham nhũng tại Việt Nam. Và tôi không tin là Đảng Cộng sản Việt Nam có thể chống được tham nhũng. Kể cả cái vấn đề được gọi là kê khai tài sản, đã có một cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra từ năm 2007 cho đến bây giờ, thưa quý vị, tất cả những cái chuyện khai báo đó chỉ là hình thức, chỉ trên giấy tờ rồi cất vào ngăn kéo. Người dân không được quyền coi tất cả những cái hồ sơ đó. Mỗi một kỳ các ông bà đại biểu quốc hội hay hội đồng nhân dân ra ứng cử thì phải kê khai tài sản. Nhưng mà rồi sau đó lại giao về cho thủ trưởng, và thủ trưởng cất vào ngăn kéo. Người dân không có quyền đòi hỏi, không có quyền được xem xét. Thì thưa quý vị, chống tham nhũng cái gì? Đó là một cái việc làm rất bôi bác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.